ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rớm bướm bao bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con cá trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhớ nguồn làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn. Đục lên trong, đục cái nhà còn lúc nào dưới thì bỏ về cả thế này đi. Năm hôm nay thì ở bên đây thì đang phát là gì là đang kỷ niệm cưới sứ, vinh dự niên hạ tiên là được nguyệt nhị tam tục của nhật mạo thờ nhưng thành được tượng văn pháp hòa trương là cấu để tham quốc và nhân chức nhân vừa bị dương xã tân thành công y vu thực ra tu môn và chống tự pháp và thực hành sám đạt đức thành hoàng đàng cùng vệ phụ quân của cánh lá để đức của công nội gia nội trạch một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đã thành một hoàng đế anh minh, cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu danh. Từ Dương Kinh đến thành Thăng Long, từ Cao Bằng đến mọi miền đất nước, con cháu họ Mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. 500 năm một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đã thành một hoàng đế anh minh, cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu danh. Đến mọi miền đất nước, con cháu họ Mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình như một
một bản hùng ca làm sáng dài con cháu một vương một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đó, đã thành một hoàng đế cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ Mạc vẫn lưu danh. Từ Dương Kinh đến thành Thăng Long, từ Cao Bằng đến mọi miền đất nước, con cháu họ Mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. Như một bản hùng ca làm sáng danh con cháu một vương triều, như một bản hùng ca một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa Bye.
nước mở đường tự do, xứng a xứng danh con cháu ơi a Bác Hồ, con cháu Bác Hồ tình tình tăng.
lý thiên đăng diệu phù hướng cả do tài tự đăng văn tha phương hà la đa tài thành trí đa tài đa phù sinh phẩm đa đẳng đa đa nhân chủng đa định văn tha tài vô hà tự vừa phẩm đa tiền đa sư đầu quan danh đa hoa đệ nhất chiết đa đản đa hiệu vừa biết đa vô hòa sóng đa tát đa nhãn hà như là ai ta hô đẳng chính thiên hương chân hương phẩm hương sư tiếng kèn nhà màng mãi mãi vẫn còn vang đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà màng làng cổ
xưa có một người con lưng trần chân đã thành một hoàng đế anh minh, cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ mạc vẫn lưu dài. Từ Dương Kinh đến thành Thăng Long, từ Cao Bằng đến mọi miền đất nước, con cháu họ mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. 500 năm một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang, đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà mà. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đã thành một hoàng đế anh minh, cầm lái con thuyền vinh quang cho trăm họ, để đến bây giờ họ mạc vẫn lưu danh. Đến mọi miền đất nước, con cháu họ mạc đoàn kết bên nhau, 13 đời sau chung nhau một góc tổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông, quét sạch lũ ngoại xâm cho đất nước yên bình. Như một bản hùng ca làm sương dài con cháu một mốc son lịch sử. Người còn không ở đây tôi vẫn đi ở không đi bà còn không đây em chưa có chờ đây tôi chưa có thank you.
vương bất ly cũng có vương giàu vương đi nhiều cũng có đôi đầu vương nhắn nô là lòng tay chứ tôi sầu về kia còn như này có thương nên phải đi tìm ai có nhớ người lại sang
ông Mạc Văn Thể, cán bộ địa chính phường, ông Vũ Văn Nguyên, cán bộ văn hóa phường, ông Trương Trọng Kích, trưởng trạm y tế phường, đề nghị họ tộc nhiệt liệt chúc mừng. Về khu dân cư bên đây, tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng khu dân cư, ông Tô Văn Trử, phó bí thư chi bộ, phó khu dân cư, bà Nguyễn Thị Hội, kế toán khu dân cư, các ông các bà chi hội trưởng, phó, các đoàn thể trong khu dân cư, các ông trưởng các nhà thờ, các chi phái trong khu dân cư hôm nay cũng đến dự với gia tộc, xin nhiệt liệt chúc mừng. Dòng họ Mạc Văn có các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, các cháu bên nội, bên ngoài là lực lượng quyết định cho thành công của việc xây dựng nhà thờ tổ hôm nay cũng có mặt đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian vàng ngọc đến chia vui cùng với gia tộc chúng tôi. Chúc các vị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc cả gia tộc họ Mạc Văn bên nội bên ngoại mạnh khỏe, đoàn kết, giàu sang phú quý, góp phần xây dựng quê hương Văn Gia Chí Minh giàu đẹp văn minh. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu ông Mạc Anh Tuấn lên đọc báo cáo của đồng họ. Xin nhân đồng kính mời. Ai vẫn tồn vong phong thiên thờ vận Đinh Dậu Liên, thất nguyệt quang minh vị thập nhất đại đại cát, kính bái hương linh đấng chí tôn thái tổ Mạc tộc Văn Giai. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bậc cao niên vọng tộc, thưa toàn thể anh chị em con cháu nội ngoại tộc có mặt trong buổi trọng lễ hôm nay, chí tôn Mạc tộc Văn Giai được khởi tạo bởi đức thái tổ chí tôn Mạc Phúc Vàng từ đất Lăng Tách, Hải Dương, nơi được coi là một trung tâm phát triển của Mạc tộc chí tôn Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 9. Nơi đây có điện thờ Sùng Đức do chính Đức Vương Mạc Đăng Dung tổ chức xây dựng, tôn thờ thủy tổ chí tôn bảy đời là Nương Quốc Trạng Nguyên Mạc Đinh Chi. Từ năm 2016, Hội đồng Mạc tộc Hải Dương đã có câu hỏi những tấm lòng hảo tâm của các tầng lớp con cháu Mạc tộc gốc Mạc đang sinh sống trong và ngoài nước phát tâm công đức gửi về để xây dựng và tôn tạo lâm cấp điện thờ là di tích cấp quốc gia trên diện tích 3.000 m² tại xã Lam Tân, Nam Sách trên nền cổ gia Mạc Đĩnh Chi. Mạc tộc Văn Giai cũng thông báo và khuyến khích những tấm lòng hảo tâm của con cháu phát tâm công đức gửi về góp phần tôn tạo nâng cấp điện thờ để điện thờ có quy mô xứng đáng là công trình tâm linh lớn, nêu cao niềm tự hào cho đời đời con cháu Mạc tộc Việt Nam. Sau thời kỳ phát triển thịnh kỳ của triều Mạc được lịch sử hiện đại Việt Nam thừa nhận, với những tiến bộ về cải cách kinh tế chính trị và hệ thống quản lý đất nước, đến giai đoạn phái trào, con cháu Mạc tộc đã bị các thế lực phong kiến thù địch truy sát, phải thay tên đổi họ, ly tán các nơi. Sau người họ Mạc vẫn giữ được khí phách kiên cường, bản lĩnh của người họ Mạc gốc Mạc nối tiếp các thế hệ, các dòng họ Mạc chính thống và gốc Mạc đã sản sinh và nuôi dưỡng các bậc hiền tài, các danh nhân kiệt xuất trong cách mạng Việt Nam. Các thời kỳ tính từ thời gian loạn lịch sử chống Pháp đến nay đã có các vị tiền nhân tiêu biểu như Tổng đốc Hoàng Diệu, tướng quân Mạc Đăng Chiếp, liệt sĩ Phạm Hồng Thái, nhà cách mạng tiền bối Lê Hồng Sơn, Phan Đăng Lưu, anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, anh hùng lao động Hoàng Anh, anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Đức Song và rất nhiều các bậc hiền tài, anh hùng cách mạng khác. Đó là niềm tự hào, đồng thời là những tấm gương soi sáng cho các thế hệ con cháu Mạc tộc nói theo, ra sức phấn đấu làm rạng danh cho quê hương đất nước và dòng tộc chúng ta. Trước anh linh các vị tiền bối cách mạng và hương linh đức thái tổ, lớp lớp con cháu nội ngoại tộc
bà tộc Văn Đai nguyện một lòng tiếp bước cha ông đoàn kết nhất trí, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau học tập và lao động, tích cực xây dựng gia đình và dòng tộc văn hóa xuất sắc, có nền kinh tế vững mạnh, không có hộ nghèo, trật tự trị an trong khu vực được an toàn, con cháu có cơ thể, có thể lực và sức khỏe tốt, học hành đỗ đạt qua các kỳ thi vào các trường đại học và kỹ nghệ cao, tích cực tham gia các phong trào xây dựng khu dân cư đổi mới hiện đại trong hài hòa bản sắc dân tộc Việt Nam cùng với các dòng họ, xây dựng khu dân cư Văn Đai trở thành khu dân cư điển hình xuất sắc của phường và thị xã. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách, thưa toàn thể các bậc con cháu nội ngoại, thiên cư từ đất Lam Sách về Cù Sơn tổng kiệt đặc vào những năm 1750 đến 1800 của thế kỷ trước, Đức Thái Tổ Mạc Thúc Vàng đã định cư dưới chân Ninh Sơn trụ sở, nơi đây ngày xưa là trại dậm làng Cùa, nay là khu dân cư Vân Đai. Sau khi an cư lạc nghiệp, cụ đã kết duyên với cụ bà, cụ Lê Thị Thông ở đất An Hưng. Hai cụ đã sinh hạ được 3 người con, 2 trai 1 gái, đó là các cụ Mạc Phúc Tía con trưởng, cụ Mạc Thị Dạ, cụ Mạc Phúc Bẩm. Cụ Mạc Phúc Tía kết duyên với hai cụ Nguyễn Thị Phi và cụ Nguyễn Thị Sà. Các cụ chỉ sinh được 2 người con gái. Cụ thứ nhất Mạc Thị Cơi kết duyên với cụ Mạc Văn Lệnh đi ông tọa ở Nhân Hồng. Cụ thứ hai Mạc Thị Côi kết duyên với cụ Nguyễn Văn Sớ đi ông Đặt ở Nhân Hồng. Cụ này không có con. Cụ bà Mạc Thị Dạ kết duyên với cụ Trương Hí Mềm đi cụ sớm ông bà ở Văn Tai. Cụ Mạc Phúc Bờm kết duyên với cụ bà Nguyễn Thị Ba đi ông Bính ở Thanh Trung. Hai cụ đã sinh hạ được 5 người con là tiền thân của Lâm Chi họ Mạc ngày nay. Một là con trai trưởng cụ Mạc Phúc Sinh, chi thứ nhất bắt thiết là trưởng chi đồng thời là trưởng tộc. Con trai thứ cụ Mạc Phúc Thiết, chi thứ hai trở về sinh sống ở Lam Tách. Đến đời thứ hai cụ Mạc Phúc Nữ không có con, nay mẹ con Trịnh Nguyên là cháu ngoại cùng thờ. Ba là cụ Mạc Phúc Việt, bác Mạc Văn Sửng là chi trưởng. Chi thứ ba, bốn là cụ Mạc Phúc Nghệ, chi thứ tư cụ Mạc Văn Lục là trưởng chi, năm cụ Mạc Văn Năm, chi thứ năm ông Mạc Văn Thông là trưởng chi. Trong khoảng thời gian trên 200 năm, thời gian phát triển của dòng họ chưa dài nhưng đã có 9 thế hệ con cháu Mạc tộc Văn Đai sinh sôi phát triển với gần 90 hộ gia đình và trên 250 khẩu, có 130 xuất đinh đang tồn tại trong 4 thế hệ khỏe mạnh, cần cù và sáng tạo, đời nối đời sinh sôi mở rộng. Dù phải trải qua bao biến cố thăng trầm của xã hội trong các chế độ chính trị khác nhau, sau thời Lạc cũng vậy, lớp lớp con cháu Mạc tộc Văn Đai vẫn nêu cao truyền thống đoàn kết máu thịt, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, đã xây dựng nên một bản sắc, một lối sống riêng cao đẹp và đáng tự hào. Ngày nay trên bước đường đổi mới quê hương Văn Đai, đổi mới từng ngày trong thành tựu rồi bật đó, chúng ta có quyền tự hào rằng có một phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ con cháu Mạc tộc Văn Đai. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Quê hương đất nước đổi mới đi lên, các thiết chế văn hóa tín ngưỡng được xây dựng mới và tôn tạo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tư tưởng và tín ngưỡng của nhân dân. Trong đó các công trình xây dựng từ đường của các dòng tộc đã được quan tâm tôn tạo xây dựng từ rất sớm những năm 90 của thế kỷ trước. Đến nay đã phát triển qua mấy chục năm, các công trình từ đường của các dòng tộc đã phát huy tốt chức năng là nơi phụng thờ tổ tiên. Bên cạnh đó, nó còn là nơi tổ chức hội họp giáo dục tư tưởng hướng thiện cho lớp lớp con cháu các dòng họ, góp phần quan trọng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng làng xã văn hóa và xây dựng nông thôn mới hiện nay đạt kết quả cao. Kính thưa các quý vị đại biểu, do hoàn cảnh quỹ đất của gia đình bác trưởng tộc quá chật hẹp, vì vậy mà việc xây dựng từ đường của Mạc tộc Văn Đai chỉ là niềm khát khao của nhiều thế hệ con cháu trong mấy chục năm qua. Bước sang năm 2017, năm Đinh Dậu, như từ hào khí cha ông vọng về thúc giục cháu con bột phát và suy tư ý tưởng xây dựng qua ước mộng của con cháu đón nhận và tiếp dẫn về nơi Ninh Sơn đắc địa này. Nơi đây có thế như ngai vàng trường tồn
tựa sơn hướng ra biển Đông mênh mông dậy sóng. Sau khi nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo đảng và ủy ban phường, các cơ quan quản lý chức năng của phường và thị xã, bác Mạc Văn Sùng chi trưởng chi ba đã phát tâm công đức hiến tặng số diện tích trồng cây ăn quả lâu năm của gia đình làm mặt bằng xây dựng từ đường và các công trình phụ trợ. Tiếp đó, gia đình bà Lợi, bác Mơn Hải cũng phát tâm công đức hiến tặng một số diện tích bờ rậu để họ mở rộng đường đi lên, xây dựng từ đường. Tất cả các điều kiện ban đầu đã mở ra vô cùng thuận lợi. Ngày 8 tháng 2, Hội đồng Mạc Tộc đã họp phiên đầu tiên rất khẩn trương. Hội nghị đã quyết định huy động vốn và quyết tâm xây dựng từ đường của dòng tộc trong năm Đinh Dậu 2017. Hội nghị đã thành lập ban kiến thiết xây dựng gồm 3 tiểu ban, một tiểu ban quản lý giám sát xây dựng gồm 9 người do Mạc Văn Lục trưởng chi phụ trách, trưởng chi 3, trưởng chi thứ 4 phụ trách. 2 tiểu ban huy động và vốn và quản lý vốn 2 người, ông Mạc Đức Hồng và chị Nguyễn Thị Sự do ông Hồng phụ trách. 3 tiểu ban chuẩn bị hồ sơ thủ tục cấp phép do ông Mạc Văn Minh và ông Mạc Anh Tuấn thực hiện. Các bộ phận bắt tay ngay vào thực hiện, các điều kiện nhân lực và vật lực đã sẵn sàng. Đúng ngày 10 tháng 2, sau lễ động thổ tại hiện trường, công trình khởi công mở đường và san lấp mặt bằng. Ngày khởi công thực sự là ngày hội của dòng họ. Thi công toàn bằng cơ giới, trong mọi gia đình đều có mặt góp công đầu. Thực là để bày tỏ cảm xúc hồ hởi và ủng hộ quyết định của Hội đồng Mạc Tộc, quyết tâm thỏa mãn nguyện vọng của các thế hệ con cháu ngày nay. Với xúc cảm vừa tươi vui tươi hồ hởi, việc huy động vốn xây dựng cũng gặp nhiều thuận lợi. Ngay ngày đầu ra quân đã có trên 25% vốn huy động gửi về tiểu ban huy động. Đồng thời, một số anh em con cháu ngoài việc hoàn thành mức đóng góp đã phát tâm công đức gửi về công đức cho công trình trên 30 triệu đồng. Ngày đầu tiên ra quân đó là thắng lợi. Với phương châm chỉ đạo hết sức tiết kiệm, hạn chế tới mức tối thiểu sự đóng góp của các xuất đinh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ban kiến thiết và đội thợ xây thường xuyên trao đổi trong ngày, kịp thời bổ sung xử lý các khiếm khuyết, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu và công lao động, song vẫn phải đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình. Kính thưa các quý vị đại biểu, với quyết tâm vượt nắng thắng mưa để hoàn thành công trình trước thời hạn, trong thời điểm tốt nhất, sau 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục từ đường, công trình phụ trợ, nhà kho, sân và đường bê tông đối điện với mạch giao thông. Bê tông hóa của khu dân cư đều đảm bảo chất lượng cao và vượt thời gian theo kế hoạch dự kiến là 3 tháng. Thật là phấn khởi, những cảm xúc dâng trào, nhất là các bậc cao niên vọng tộc của đồng họ. Từ nay Mạc Tộc Con Trai đã có một nơi thật khang trang bề thế để dâng hương hành lễ hướng về cội nguồn. Dẫu công được nguy nga tráng lệ cũng là vàng son bề thế một vùng. Trong từng ánh mắt nụ cười của các thế hệ con cháu đều ngời lên niềm vui phấn khởi, tự hào và nguyện. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các quý vị đại biểu, toàn thể anh em con cháu nội ngoại, chúng ta đều biết rằng để có được niềm vui trọn vẹn hôm nay, trước hết là nhờ có sự ủng hộ giúp đỡ lãnh đạo của chính quyền và cơ quan quản lý chức năng phường và thị xã, lãnh đạo và quản lý khu dân cư Vân Đai có sự quan tâm động viên ủng hộ của bà con các đồng họ trong khu dân cư, nhất là tấm lòng hảo tâm của các gia đình phát tâm công đức hiến tặng đất, những mét vuông đất quý giá để xây dựng công trình. Đó là những sự quan tâm giúp đỡ tích cực và có hiệu quả nhất để công trình thi công sớm được hoàn thành vượt chỉ tiêu. Chúng ta không bao giờ quên và hết sức cảm ơn những tấm lòng chân tình đó. Công trình hoàn thành cũng đã ghi nhận những cố gắng vượt không mệt mỏi của ban kiến thiết, đội thợ xây và đặc biệt là sự cố gắng của các gia đình trong thời gian thi công, dù còn có những khó khăn thiếu thốn vẫn cố gắng hoàn thành toàn bộ 100% kế hoạch huy động vốn của công trình. Ghi nhận những tấm lòng hảo tâm đã công đức vào từ đường bằng tiền và vật phẩm của các anh em con cháu nội ngoại trong dòng họ,
ngoài ngọn và núi các xây dựng công trình góp phần làm cho từ đường càng khang trang về thế hơn. Thay mặt cho dòng họ xin ghi nhận ân đức và cảm ơn từ đây gia tộc ngày càng thêm vững bền, cháu con đông đàn thịnh đạt. Cuối cùng xin một lần nữa kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạc Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mạc tộc của tỉnh Hải Dương, nên có đôi điều phát biểu chúc mừng cho dòng họ. Xin kính mời ông. Kính thưa đồng chí Vũ Văn Vấn, Bí thư Đảng ủy phường Chí Minh. Kính thưa đồng chí Đoàn Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chí Minh. Đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chí Minh. Kính thưa các quý vị đại diện cho lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể phường Chí Minh cùng khu dân cư Văn Giai. Kính thưa các quý vị đại diện cho Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương và đại biểu Hội đồng gia tộc các chi họ Mạc, gốc Mạc thuộc thị xã Chí Linh. Kính thưa các cụ, các ông bà cùng toàn thể anh chị em con cháu nội ngoại của khu dân cư Văn Giai, phường Chí Minh. Hôm nay chi họ Mạc Quan thuộc khu dân cư Văn Giai, phường Chí Minh tổ chức lễ khánh thành từ đường chi họ để thờ phụng tiên tổ theo đúng truyền thống văn hóa tâm linh và thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thay mặt thường trực Hội đồng Mạc tộc tỉnh, Hội đồng gia tộc các chi họ Mạc, gốc Mạc thị xã Chí Linh, tôi xin kính chúc sức khỏe đại biểu khách quý cùng toàn thể họ tộc mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc họ ta trong buổi lễ khánh thành từ đường hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các đại biểu khách quý và toàn thể bà con trong họ tộc, việc thờ cúng tổ tiên, phụ kỳ ông bà là truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên 4.000 năm để tri ân tiên tổ, uống nước nhớ nguồn. Mà bất cứ con cháu của mọi dòng họ trên đất nước Việt Nam cũng đều phải ghi nhớ, đó là cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn với bể cả sông sâu, con người nguồn gốc từ đâu, có tổ tiên, phụ kỳ ông bà, cha mẹ rồi sau có mình. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có hẳn một nghị quyết về giữ gìn và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trong đó có việc thờ cúng tổ tiên là truyền thống văn hóa tâm linh, thuần phong mỹ tục. Chính vì vậy, Nhà nước đã đưa Dỗ Tổ Hùng Vương thành quốc dỗ và văn hóa tâm linh thờ cúng Hùng Vương trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Trước đây do hoàn cảnh lịch sử ngoạn lạc, chiến tranh, họ Mạc ta phải chịu nhiều thiệt thòi, mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ. Sau khi hòa bình lập lại, do điều kiện kinh tế thời bao cấp cũng còn nhiều khó khăn, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, nhà tranh có đất còn nhiều, nên con cháu dù có mong muốn có nơi thờ phụng tiên tổ được khang trang hơn nữa, nhưng cũng được bất tòng tâm. Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đường lối đổi mới toàn diện về mọi mặt, nhất là đổi mới về kinh tế, đã tạo cho cuộc sống của nhân dân ta không ngừng được cải thiện, được ấm no hạnh phúc, không còn cảnh thiếu cơm rách áo. Trong đó nhiều gia đình, nhiều địa phương do làm ăn kinh tế phát triển đã xây dựng nhà lầu, xe hơi ở các làng quê đã phát triển theo tiêu chí nông thôn mới hoặc khu đô thị văn minh hiện đại. Chính vì vậy, theo trào lưu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước cũng như theo điều kiện hoàn cảnh từng chi họ để xây dựng từ đường, năm mộ tổ biên soạn gia phả để củng cố hội đồng gia tộc làm các việc họ trong thời kỳ mới. Để thực hiện nghị quyết của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam cũng như nghị quyết của Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương đã có nội dung tăng cường thờ phụng tổ tiên, phấn đấu mỗi chi họ xây dựng được một từ đường để thờ phụng tiên tổ được trang nghiêm. Như chúng ta đã biết, từ đường, năng mộ tổ, gia phả là những bảo bối báu vật vô giá từng dòng họ. Có như vậy dòng họ mới được phát triển bền vững từ đời này qua đời khác và có sự phù hộ của tiên tổ để con cháu trưởng thành tiến bộ. Vì vậy hôm nay chi họ Mạc, khu dân cư Văn Giai, phường Chí Minh đã vượt qua những khó khăn ban đầu, hoàn thành viên mãn tâm nguyện với tổ tiên, xây dựng xong từ đường của chi họ và tổ chức lễ khánh thành. Vì vậy, hôm nay chi họ Mạc, khu dân cư Văn Giai, phường Chí Minh đã vượt qua những khó khăn ban đầu, hoàn thành viên mãn tâm nguyện với tổ tiên, là xây dựng xong từ đường của chi họ và tổ chức lễ khánh thành. Đây là một sự cố gắng rất lớn của toàn thể chi họ để báo công và tri ân với tiên tổ, để con cháu đời nối đời được hưởng ngũ phúc tam đa, phúc lộc thọ an ninh, trường thịnh của tổ tiên. Vì vậy, tôi đề nghị toàn thể quý vị đại biểu cùng quan viên trong họ chúc mừng những thành tích đã đạt được của họ ta trong thời gian qua.
Hôm nay về dự lễ khánh thành từ đầu kia họ, tôi xin phép được cung cấp thông tin một số tình hình của các kia họ Mạc gốc Mạc Hải Dương. Từ năm 2015 đến nay đã có 6 từ đường của 6 kia họ được xây dựng. Hiện nay nâng tổng số các kia họ đã có từ đường lên 62%. Trong đó hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương đã có 63 kia họ Mạc gốc Mạc tham gia sinh hoạt trên 70 kia họ và đã tổ chức hình thành được 4 cấp là hội đồng Mạc tộc Việt Nam ở cấp trung ương, hội đồng Mạc tộc tỉnh và hội đồng Mạc tộc cấp huyện và tương đương, cũng như hội đồng gia tộc khi họ Mạc gốc Mạc cơ sở. Đồng thời trong đó đã thành lập 5 hội đồng Mạc tộc cấp huyện như hội đồng Mạc tộc huyện Kinh Môn, hội đồng Mạc tộc huyện Kim Thành, Thanh Hà, Nam Sách, thành phố Hải Dương. Hiện nay còn hội đồng Mạc tộc huyện Chí Linh, thị xã Chí Linh sẽ được kiện toàn trong thời gian tới. Nhân dịp về dự lễ khánh thành từ đường của chi họ Mạc, khu dân cư Văn Giai, tôi xin phép được khái quát hai câu đối về truyền thống của họ Mạc Việt Nam của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, để tướng nhà Mạc nói về truyền thống tốt đẹp của tổ tiên nhà Mạc, một thời dày công với nước, đặc đức với dân, có công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đó là long động văn chương quang nhật nguyệt cổ trai đế nghiệp tráng sơn hà. Vì vậy đời nối đời con cháu họ Mạc phải ghi nhớ công lao của họ Mạc đối với đất nước, đối với nhân dân, cũng như truyền thống khoa bảng của dòng họ Mạc là danh kế thế truyền, là võ công văn trị xây dựng đất nước có nhiều công lao to lớn. Nhân dịp về dự lễ khánh thành từ đường của chi họ hôm nay, việc làm của chi họ là rất phấn khởi và đã có nhiều công lao cố gắng to lớn, nhưng việc giữ gìn từ đường để phát huy giá trị của nó trong thời kỳ mới cũng rất khó và được lâu dài càng khó hơn. Tôi xin kính tặng chi họ hai câu đối cổ là: giữ gìn tộc đường tiên thu như tài, chi yên công đức bách thế bất thiên. Có nghĩa là làm được từ đường rồi, cũng đề nghị con cháu trong khi họ giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị của từ đường để là nơi thờ phụng tiên tổ được khang trang và xây dựng dòng họ ngày càng phát triển bền vững. Đồng thời trong nhiệm kỳ 2 này, theo nhiệm kỳ của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam và Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương đã phát động và kêu gọi toàn thể các con cháu khi họ Mạc gốc Mạc trong cả nước hướng cội tri ân, phát tâm công đức để phục dựng điện chủ đức tổ đường Mạc tộc Việt Nam, thôn Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương. Hiện nay dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đền bù giải phóng mặt bằng xong, còn chờ quyết định cấp đất của các cấp có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Dự kiến ngày 15 tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậu sẽ làm lễ khởi công đồng cỏ. Thay mặt Hội đồng Mạc tộc tỉnh Dương, tôi tha thiết đề nghị Hội đồng gia tộc các chi họ Mạc gốc Mạc và toàn thể con em họ Lợi, họ Mạc gốc Mạc thị xã Chí Linh mỗi người vớt một viên một tay để phát tâm công đức, góp một viên gạch hồng để hưởng ứng cuộc vận động phục dựng điện số nước tổ đường Mạc tộc Việt Nam cho khang trang bền đẹp, cho xứng tầm một dòng họ nước quốc trạng nguyên có văn hóa trí tuệ cao và xứng danh là con cháu của một vương triều. Đồng thời đề nghị các chi họ Mạc gốc Mạc thị xã Chí Linh tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Hội đồng Mạc tộc Hải Dương, Hội đồng Mạc tộc Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào dòng họ ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững. Nhân dịp về dự lễ khánh thành từ đường của chi họ hôm nay, thay mặt Hội đồng Mạc tộc tỉnh, chúng tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương trong những năm qua đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ chi họ Mạc, khu dân cư Văn Giai ngày càng phát triển. Đồng thời cũng kính mong các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền và các cơ quan đoàn thể địa phương trong những năm tiếp theo tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ các chi họ Mạc gốc Mạc chúng tôi phát triển bình đẳng như chi họ khác. Một lần nữa xin phép gửi tới các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con dòng tộc lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay dòng họ Mạc tộc cắt băng khánh thành được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương là những người chăm lo đến đời sống của nhân dân trong phường, trong đó có dòng tộc Mạc Văn chúng ta. Hôm nay về dự, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Xuân Vấn, bí thư đảng ủy, có đôi lời phát biểu chúc mừng dòng họ. Xin trân trọng kính mời chú Vấn. Kính thưa ông Nguyễn Mạc Quang Tuyến, đại diện cho Hội đồng dân tộc tỉnh Hải Dương và thị xã Chí Linh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông,
các bà, các anh chị, các anh chị là con cháu nội ngoại của họ Mạc Tộc, khu dân cư Văn Giai, phường Chí Minh. Hôm nay họ Mạc Tộc khu dân cư Văn Giai tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà từ đường. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo trong ban chấp hành đảng bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phường Chí Minh về dự và được đại diện cho các đồng chí lãnh đạo, xin chúc mừng sự cố gắng tận tâm đầy trách nhiệm của quý đại biểu, đặc biệt là ông đại diện cho hội đồng gia tộc của Mạc Tộc tỉnh Hải Dương và các cụ công các bà, các anh chị đã bằng tình cảm và trách nhiệm của mình xây dựng lên ngôi đền để tưởng nhớ công cha của tổ tiên. Đối với lại các thế hệ, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể hội đồng dân tộc Mạc Văn, khu dân cư Văn Giai lời chào, lời kính chúc sức khỏe và chúc buổi lễ khánh thành nhà từ đường họ Mạc Tộc thành công rực rỡ. Một mốc son lịch sử, tiếng kèn nhà Mạc mãi mãi vẫn còn vang. Đất nước thanh bình hết đói khổ lầm than, một niềm vui mới theo tiếng kèn nhà Mạc. Làng cổ trai năm xưa có một người con lưng trần chân đá, đã thành một hoàng đế anh minh, cầm lái con thuyền vinh quang. Cho hội ở tỉnh Hải Dương và các ông chí đại diện cho phường Chí Minh và khu dân cư Văn Giai, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bác đại diện cho các dòng họ trong khu dân cư, thưa toàn thể các ông các bà, các bác các anh các chị nội ngoại cùng con cháu quê hương trong họ Mạc. Hôm nay trong bầu không khí vui mừng và phấn khởi của toàn dòng họ, sau những giờ tổ chức và làm việc đầy phấn khởi và tự hào của dòng họ, đã tổ chức hoàn thành chương trình lễ cắt băng khánh thành nhà từ đường họ Mạc khu dân cư Văn Giai. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể, các ông bà đại diện cho các dòng họ trong khu dân cư, các con em quê hương đang công tác và học tập, lao động trong trên mọi miền của đất nước đã về dự buổi lễ và đã thành tâm công đức giúp cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ xin được cảm ơn các vị đại biểu khách quý và con em quê hương đã về dự và có lãng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ xin được cảm ơn đoàn văn nghệ quan họ đã về có tiết mục giúp thần cho buổi lễ thành công, và xin được kết thúc buổi lễ tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu và toàn thể các ông các bà con em quê hương vào nhà thắp hương
ở lại dự bữa cơm thân mật với ban tổ chức tại địa điểm nhà tư đường trụ sở khu dân cư Vân Đài. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Yeah.